Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mô tô của Tiến Luật tạo ra chiến tích đầu tiên trên chân Thu Trang. Tiến Luật đã được vợ mua tặng một chiếc mô tô nhân dịp sinh nhật mình vừa qua. Sau 6 năm chờ đợi, cuối cùng anh đã thỏa được ước nguyện. Nhưng với chiến tích mới đây, dân tình đang khuyên Thu Trang nên bán xe gấp. Ngày 9 tháng 10, Tiến luật thông báo với cộng đồng mạng mình được Thu Trang tặng xe mô tô nhân dịp sinh nhật của mình. Để được thỏa ước nguyện, anh đã chờ đợi kiên trì suốt 6 năm. Nhưng xe về chưa bao lâu, Tiến luật có ngay chiến tích đầu tiên trên chân của vợ mình. Cộng đồng mạng ngay lập tức bình luận kêu gọi Thu Trang hãy bán xe của anh đi, khiến nam diễn viên lo sốt nhận được xe vợ tặng, Tiến luật cười không ngừng vì quá hạnh phúc. Nam diễn viên hào hứng chở vợ đi dạo phố bằng chiếc mô tô mới của mình. Nhưng chỉ mới 5 ngày, xế cưng của anh đã gây ra vết bỏng trên chân vợ. Sau khi tham dự đám cưới của anh Tố Diệu Nhi về đến thành phố Hồ Chí Minh, Tiến Luật rủ ngay vợ mình đi dạo phố. Anh hí hận chạy con xe mô tô có giá gần nửa tỷ đồng để chở vợ du ngoạn phố phường nhưng khi về không biết lý do vì sao chân thu trang lại xuất hiện vết bỏng dài ở phần khủy chân tiến luật cũng nhẹ nhàng thoa thuốc nhằm xử lý chiến tích do mình gây ra tiến luật thừa nhận vết thương trên chân vợ là do chiếc mô tô yêu quý của anh gây ra sau một đêm vết thương hiện rõ trên chân của Thu Trang, diễn viên Thu Trang chia sẻ trên trang cá nhân kèm bức ảnh chiến tích cùng lời nhắn. Tôi cần bán chiếc mô tô gấp, ai cần liên hệ anh kép già, quá mệt mỏi rồi, tự nhiên chân có thẹo. Dưới bài đăng, tiếng luật đã bình luận để an ủi vợ mình. Cái này nhẹ không có thẹo đâu, yên tâm cô bé của anh. Mọi người, xe mới lấy về mà kêu bán này nọ kỳ lắm. Khán giả còn gợi ý cho tiếng luật những cách loại thuốc thoa giúp vết thương không để lại sẹo đồng thời mong hỗ trợ anh chuộc lỗi với vợ. Việc tiến luật mong ước có xe mô tô đã được đông đảo khán giả biết suốt nhiều năm qua. Suốt nhiều năm nay, anh không ngừng đăng tải hình ảnh, đăng bài từ nhắc khéo đến nhắc công khai việc mình muốn có xe mô tô và mong thu trang mua cho mình. Nội diễn viên thừa nhận mình quá ám ảnh khi chồng cứ liên tục nhắc nhở như thế suốt nhiều năm, cô quyết định đầu hàng và mua xe cho anh. Năm 2020, Tiến Luật chăm chỉ nhắc nhở vợ mình về chiếc xe mô tô mà anh muốn. Gần như bài đăng nào anh cũng sẽ nhắc khéo hoặc tan thẳng tên vợ, hy vọng vợ sẽ thấy và mua xe cho mình. Năm 2021, Tiến Luật đã đăng ký thi bằng lái xe mô tô, trong khi không biết đến bao giờ Thu Trang mới mua xe cho mình. Mặc dù là diễn viên nổi tiếng, Tiến Luật vẫn luôn tôn trọng ý kiến của vợ. Khi vợ chưa thật sự đồng ý, anh cũng sẽ không tự ý mua hay làm bất cứ việc gì để vợ buồn lòng. Sự cố nho nhỏ này chắc chắn Thu Trang sẽ bỏ qua nếu như Tiến Luật có hành động sửa sai trong ngày 20 tháng 10. Cách đây chưa đầy một tuần, Thu Trang tiết lộ rằng cô đã đồng ý cho tiến luật mua xe mô tô sau gần 6 năm ông xã liên tục kiên trì năn nỉ. Đội diễn viên bộc bạch, mình nên nói sao để anh ấy tin đây mọi người. 6 năm qua làm anh ấy mất niềm tin quá rồi. Thôi chắc mai trả xe lại không mua nữa quá, chứ năn nỉ tin đi mà không chịu nè. Tháng 10 năm nay có người vừa cười vừa ngủ rồi. Sau 6 năm kiên trì năng nỉ Tiến lực mới được Thu Trang tặng mô tô, nam diễn viên hạnh phúc và chẳng dám tin bà xã đồng ý mua xe cho mình. Xe mô tô là phần thưởng Thu Trang dành riêng cho chồng. Tình huống hài hước khiến Thu Trang tức giận đòi rao bán xe mô tô của Tiến Luật khiến khán giả bật cười nhiều sao việc và khán giả cũng để lại bình luận trêu chọc nam diễn viên. Bạn nghĩ sao về chiến tích này của Tiến Luật? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận của chúng tôi ngay nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo